Hi, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Thư Viện Game. Tiếp tục với series clip tiêu điểm character Genshin Impact. Hôm nay chúng ta sẽ đến với nhân vật mới nhất xuất hiện trong tựa game này. Đó chính là anh chàng Thoma. Không để anh em phải chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay thôi nào. Nếu bạn muốn mua app làm game Genshin Impact giá rẻ và an toàn thì hãy đến với shop Genshin. Thoma là cận vệ của Asaka, là thông tin liên lạc của đại tiểu thư nhà Kamisato. Anh ta cũng là một thương gia, luôn giúp đỡ những người đến từ vùng đất khác, bị mắc kẹt tại vùng đất lôi thần Inazuma do lệnh bế quan tỏ cảm. Nhiều người gọi anh ta là thổ địa của Inazuma vì anh ta biết rất nhiều về vùng đất này. Trong tựa game Genshin Impact, Thoma là một nhân vật 4 sao sử dụng thương và mang trên mình nguyên tố hỏa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhiều hơn về anh chàng này thông qua mặt chỉ số cũng như là bộ kỹ năng anh em nhé. Ở cấp độ 90, Thoma sẽ sở hữu chỉ số cơ bản như sau. Máu là 10.331, tấn công là 202, phòng ngự là 751. Chỉ số khi đột phá nhân vật là gia tăng chỉ số tấn công, tối đa 24%. Nguyên liệu để đột phá nhân vật các bạn có thể tham khảo như trên màn hình nhé. Khi so sánh chỉ số cơ bản của Thoma với những nhân vật 4 sao sử dụng thương khác của Genshin Impact như là Sangling hay là Rosaria, thì chúng ta có thể thấy được rằng chỉ số cơ bản của Thoma chỉ ở mức độ trung bình mà thôi. Máu ở mức độ trung bình, tấn công hơi thấp một chút, nhưng phòng ngự lại tương đối cao. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với bộ kỹ năng của anh chàng Thoma. Đầu tiên là kỹ năng đánh thương. Đòn đánh thương cơ bản của Thoma khá khác biệt so với những nhân vật 4 sao sử dụng thương khác. Anh ta chỉ tấn công 4 lần liên tiếp trước khi reset combo, thay vì 5 lần như những nhân vật khác. Về đòn trọng kích, Thoma có cách đánh tương tự như cô nàng Rosaria, nói chung là không có gì đặc biệt lắm. Lượng sát thương của những đòn đánh này cũng rất là thấp. Ở mức thiên phú 10, combo đánh thương cơ bản của Thoma sẽ gây ra là 420% sát thương, đòn trọng kích là 220% sát thương. Khi so với Rosaria, chỉ cần đánh 4 hit trong combo đánh thương cơ bản cũng là 470% sát thương, đòn trọng kích là hơn 270% sát thương. Nói chung, bạn đừng nên kỳ vọng quá nhiều về lượng sát thương từ những đòn đánh thương trọng kích của Thoma. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với kỹ năng nguyên tố. Thoma gây sát thương phạm vi nguyên tố hỏa, nhận đính kèm nguyên tố hỏa trong thời gian ngắn, đồng thời nhận được lớp khiên bảo vệ. Khiên lửa của Thoma sẽ có những đặc tính sau đây. Thứ nhất là lượng hấp thụ sát thương sẽ tỷ lệ với lượng máu tối đa của Thoma. Thứ hai, đó là nó có thời gian duy trì là 8 giây. Thứ ba, là lượng hấp thụ sát thương của khiên sẽ được cộng dồn khi chúng ta kích hoạt khiên lửa mới, đồng thời làm mới thời gian duy trì. Thứ tư, đó là nó có thể chịu 250% sát thương nguyên tố hỏa. Và cuối cùng, là lượng hấp thụ sát thương của khiên cũng có một giới hạn nhất định anh em nhé, chứ không phải là cộng dồn mãi mãi đâu. Cụ thể ở mức thiên phú 13, thì lượng hấp thu sát thương ban đầu sẽ là 1907 cộng với 15,3% giới hạn máu của Thoma và tối đa có thể hấp thu là 5191 cộng với 41,65% lượng máu tối đa của Thoma. Nếu so sánh với khiên ngọc của Dông Ly, một nhân vật có máu cơ bản cao gấp rưỡi Thoma, thì ở mức thiên phú 10 không có cung mệnh, khiên của Dông Ly sẽ cao hơn gấp đôi so với lượng khiên ban đầu của Thoma, nhưng chỉ bằng 2/3 so với giới hạn khiên mà Thoma có thể tạo ra. Ngoài ra, các bạn cũng cần lưu ý một chút, đó là thời gian hồi chiều kỹ năng nguyên tố của Thoma là 15 giây. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với kỹ năng nộ của Thoma. Thoma gây sát thương phạm vi nguyên tố hỏa, đồng thời nhận được hiệu quả chiến giáp lửa đỏ. Thời gian duy trì của hiệu quả này là 15 giây. Nhân vật trong trận có hiệu quả chiến giáp lửa đỏ khi đánh thương sẽ gây sát thương phạm vi nguyên tố hỏa về phía trước, đồng thời nhận được khiên lửa hộ mệnh. Cứ mỗi giây có thể kích hoạt hiệu quả này một lần. Về đặc tính của khiên lửa hộ mệnh, thì ngoài lượng hấp thụ sát thương ra, nó hoàn toàn giống với lớp khiên từ kỹ năng nguyên tố và có thể cộng dồn với nhau. Khi Thoma ngã xuống, hiệu quả chiến giáp lửa đỏ sẽ bị xóa bỏ. Thời gian hồi chiêu của kỹ năng này là 20 giây và tiêu tốn tới 80 điểm năng lượng nguyên tố. Cụ thể, ở cấp độ thiên phú 13, trong thời gian duy trì của kỹ năng này, tối đa nó có thể gây ra hơn 2000% sát thương, một con số rất là lớn. Và đồng thời, có thể hấp thụ tối đa lượng sát thương là 4500 cộng với 36% lượng máu tối đa của Thoma, cũng là một con số rất là đáng kể. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến những kỹ năng nội tại của Thoma. Nội tại đầu tiên, đó là khi tạo mới khiên lửa hộ mệnh, hiệu quả khiên sẽ tăng 5%, duy trì 6 giây. Hiệu quả này tối đa cộng dồn 5 lần và mỗi 0,3 giây có thể kích hoạt được một lần. Đơn giản và dễ hiểu, nó sẽ giúp cho lớp khiên Thoma tạo ra trở nên cứng cáp hơn. Với nội tại thứ hai, sẽ tăng sát thương cho những lần xung kích sát thương của hiệu quả chiến giáp lửa đỏ, thêm 2,2% máu tối đa của Thoma. Nội tại này sẽ giúp bạn thoải mái hơn trong việc build Thoma, tập trung hoàn toàn vào chỉ số máu để có lượng khiên dài nhất,
nhưng vẫn đảm bảo được lượng sát thương hỗ trợ chồng đội. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với cây cung mệnh của Thoma. Ở tầng cung mệnh 1, khi nhân vật ngoại trừ Thoma được bảo vệ bởi khiên lửa mà bị tấn công sẽ giảm thời gian hồi chiêu của kỹ năng nộ và kỹ năng nguyên tố đi 3 giây, mỗi 20 giây kích hoạt được một lần. Mặc dù không có tầng cung mệnh này, Thoma vẫn có khả năng tạo khiên phun thời gian bảo vệ chồng đội mà không có thời gian trễ, nhưng mình vẫn đánh giá rất cao tầng cung mệnh này, đặc biệt với kỹ năng nộ và hiệu quả chiến giáp lửa đỏ. Với việc trừ 3 giây thời gian hồi chiêu, bạn sẽ liên tục có hiệu quả chiến giáp lửa đỏ để gia tăng lượng sát thương có thể hỗ trợ chồng đội, cũng như là đảm bảo sự cứng cáp của lớp khiên. Tiếp theo, với tầng cung mệnh 2, thời gian duy trì hiệu quả chiến giáp của kỹ năng nộ sẽ kéo dài thêm 3 giây. Về cơ bản, khi kết hợp tầng cung mệnh 1 và tầng cung mệnh 2, thì hiệu quả kỹ năng nộ của Thoma sẽ duy trì một cách liên tục và không có thời gian chờ. Tầng cung mệnh 3 và 5 thì cũng tương tự như những nhân vật khác, tăng lần lượt 3 cấp cho kỹ năng nguyên tố và kỹ năng nộ. Với tầng cung mệnh 4, sau khi thi triển kỹ năng nộ, sẽ hồi lại 15 điểm năng lượng nguyên tố cho Thoma. Như các bạn đã thấy ở bên trên, kỹ năng nộ của Thoma tiêu tốn tới 80 điểm năng lượng nguyên tố để có thể kích hoạt. Đây là một lượng năng lượng nguyên tố rất là lớn, yêu cầu các bạn sẽ phải tập trung rất nhiều chỉ số hiệu quả nạp nguyên tố để chàng Thoma có thể liên tục sử dụng kỹ năng nộ của mình. Và với việc sở hữu tầng cung mệnh 4, thực tế bạn sẽ chỉ tiêu tốn có 65 điểm năng lượng nguyên tố để có thể kích hoạt kỹ năng nộ, giúp bạn giảm áp lực rất nhiều trong việc build hiệu quả nạp nguyên tố, tập trung nhiều hơn vào lượng máu để gia tăng hiệu quả của lớp khiên. Và cuối cùng, với tầng cung mệnh 6, khi khiên lửa được làm mới, sát thương tấn công thường, trọng kích, tấn công khí đáp của tất cả các nhân vật trong đội sẽ được tăng 15%, duy trì 6 giây. Thực sự đây là một tầng cung mệnh rất là ngon, giúp hỗ trợ thêm rất nhiều sát thương cho vị trí đam DPS chủ lực. Từ tất cả những thông tin ở trên, chúng ta có thể thấy được rằng Thoma là một nhân vật thuần support với khả năng tạo khiên phun thời gian, bảo vệ chồng đội cực kỳ hiệu quả. Ngoài ra thì cũng có khả năng hỗ trợ một lượng sát thương khá là ổn định. Ở đây có một điều khá là quan trọng mà các bạn cần phải lưu ý, đó là hiệu quả cấp hỏa liên tục từ kỹ năng nộ của Thoma của ICD khá là cao, lên tới gần 3 giây. Vì vậy, Thoma không phải là một nhân vật cấp hỏa liên tục thực sự hiệu quả. Tuy vậy, đây lại là một lợi thế khi mà Thoma có thể kết hợp với những DPS sát thương nguyên tố hỏa liên tục như là Hu Tao, Zhoamiza hay là Klee mà không sợ tranh giành ấn thủy, ấn băng với những nhân vật này. Về việc nâng thiên phú kỹ năng cho Thoma, vì là một nhân vật thuần support, thế nên các bạn có thể hoàn toàn bỏ qua việc nâng thiên phú kỹ năng đánh thương, tập trung hoàn toàn vào kỹ năng nộ và kỹ năng nguyên tố. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào chi tiết cách build cho anh chàng Thoma với những món vũ khí thánh di vật và những đội hình thích hợp nhất để kết hợp với anh chàng này. Đầu tiên sẽ là những món vũ khí. Với vũ khí 5 sao thì trượng hộ ma và đoạn thảo trường đao sẽ là những món vũ khí phù hợp nhất. Với trượng hộ ma thì sẽ là rất nhiều chỉ số tấn công, rất nhiều chỉ số máu và sát thương bạo kích. Với đoạn thảo trường đao là rất nhiều hiệu quả nạp nguyên tố và chỉ số tấn công, đều là những chỉ số rất cần thiết với anh chàng Thoma của chúng ta. Tuy vậy, đây là những món vũ khí mà bạn sẽ dành cho những nhân vật khác chứ không phải là anh chàng Thoma của chúng ta, đúng không? Thế nên chúng ta sẽ đến với những món vũ khí 4 sao. Về vũ khí 4 sao, ưu tiên hàng đầu sẽ là cây lao xuyên cá. Đây là món vũ khí 4 sao về tấn công căn bản mức độ trung bình, giống phụ gia tăng rất nhiều chỉ số hiệu quả nạp nguyên tố, giúp anh chàng Thoma của chúng ta có thể giải quyết được vấn đề sử dụng nhiều điểm năng lượng nguyên tố của mình. Cuối cùng, nội tạng của món vũ khí này cũng gia tăng rất nhiều sát thương và tỷ lệ bạo kích cho kỹ năng nộ, giúp anh chàng này có thể hỗ trợ lượng sát thương tốt hơn chồng đội của mình. Thứ hai là cây thương Tây Phong. Đây là món vũ khí 4 sao với tấn công căn bản khá là cao, giống phụ gia tăng khá nhiều hiệu quả nạp nguyên tố. Nội tạng của món vũ khí này cũng tăng cường hiệu quả nạp nguyên tố cho Thoma và những người đồng đội của mình. Nói chung, đây là một món vũ khí rất ổn áp. Thứ ba, nếu bạn muốn tập trung nhiều hơn khả năng hỗ trợ sát thương của Thoma, thì các bạn có thể sử dụng cây vây cá trẻ sóng. Đây là món vũ khí 4 sao về tấn công căn bản rất là cao, gần như ngang ngửa với những món vũ khí 5 sao, giống phụ gia tăng khá chỉ số tấn công. Và nội tạng của món vũ khí này gia tăng rất nhiều sát thương cho kỹ năng nộ. Ngoài những món vũ khí cực kỳ phù hợp kể trên, thì chúng ta còn hai sự lựa chọn tình thế sau đây. Nếu bạn cần thêm hiệu quả nạp nguyên tố cho anh chàng Thoma, mà lao xuyên cá thì đã sử dụng cho những nhân vật khác, không có tương Tây Phong, muốn có một món vũ khí có thể chế tạo trong tiệm rèn, thì mẫu tinh liêm sẽ là sự lựa chọn hiệu quả. Tuy nhiên, món vũ khí này trong tay Thoma có nhược điểm. Thoma chỉ là một support, không có điều kiện đánh thường hay là đánh trọng kích, nên nội tạng của vũ khí gần như là vứt bỏ, không có tác dụng gì. Thứ hai là cây hắc ánh thương. Ưu điểm của món vũ khí này là có dòng phụ gia tăng rất nhiều máu, gia tăng lớp khiên cho Thoma. Tuy vậy, nhược điểm của nó đây chỉ là một món vũ khí 3 sao nên tấn công căn bản rất thấp và nội tạng của nó cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu so sánh với lao xuyên cá và thương Tây Phong thì món vũ khí này không có cửa. Tha bạn lấy hiệu quả nạp nguyên tố từ vũ khí rồi lấy máu từ thánh sinh vật mà vẫn duy trì được lượng tấn công căn bản cao, nội tại có tác dụng, còn hơn là lấy máu từ vũ khí rồi vẫn phải lấy thêm rất nhiều hiệu quả nạp nguyên tố từ bộ thánh sinh vật. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với những bộ thánh sinh vật phù hợp nhất với anh chàng Thoma của chúng ta. Ở giai đoạn đầu game, bạn nên sử dụng bộ thánh sinh vật mix, đó là hai nhà mạo hiểm và hai kẻ lưu đày để giúp bạn có thêm lượng máu và khả năng nạp nguyên tố cho anh chàng này. Sau này khi bạn đã kiếm được những bộ thánh sinh vật cấp cao, thì bạn có thể sử dụng hai bộ thánh di vật sau đây cho anh chàng Thoma.
Bộ đầu tiên là bộ mix giữa hai thiên nhang và hai dấu ấn để Thô Ma có thêm chỉ số máu và hiệu quả nạp nguyên tố. Hoặc bạn có thể sử dụng bộ 4 dấu ấn để có hiệu quả nạp nguyên tố và gia tăng lượng sát thương mà Thô Ma có thể hỗ trợ chồng đội. Ngoài ra, nếu trong đội hình của bạn chưa có nhân vật nào sử dụng bộ 4 nghi thức tông thất cổ thì bạn cũng có thể sử dụng bộ 4 này cho anh chàng Thô Ma. Tuy vậy, tính tối ưu thì không phải là quá cao. Dù có được giảm thời gian hồi chiêu từ cây cung mệnh thì Thô Ma cũng mất tới 17 giây để hồi chiêu kỹ năng nộ, mà hiệu quả từ bộ nghi thức tông thất cổ chỉ là 12 giây thôi, thế nên là nó không quá làn khớp. Cũng có những bộ thánh sinh vật mix khác như là hai thiên nham với hai tông thất, hai tiên nham với hai ma nữ, hai ma nữ với hai tông thất hay là hai ma nữ với hai dấu ấn, nhưng mình thấy hiệu quả nó mang lại không bằng hai bộ thánh sinh vật đầu tiên. Về mặt chỉ số của bộ thánh sinh vật, ba món chính chúng ta sẽ lấy lần lượt như sau: mũ sẽ là phần trăm máu, đồng hồ có thể là phần trăm máu hoặc là hiệu quả nạp nguyên tố nếu Thô Ma của bạn đang thiếu hiệu quả nạp nguyên tố để có thể liên tục sử dụng kỹ năng nộ. Cốc thì chúng ta có thể lấy phần trăm máu hoặc là sát thương nguyên tố hỏa nếu bạn muốn ưu tiên nhiều hơn vào lượng sát thương gây ra. Về mặt chỉ số phụ của bộ thánh sinh vật, ưu tiên hàng đầu sẽ là hiệu quả nạp nguyên tố, phần trăm máu và máu, sau đó đến tỷ lệ chí mạng sát thương chí mạng, cuối cùng mới đến phần trăm tấn công và tinh thông nguyên tố. Về chỉ số hiệu quả nạp nguyên tố cần thiết cho anh chàng Thô Ma thì sẽ phụ thuộc vào số tầng cung mệnh của anh chàng này. Nếu không tính tới những nhân vật hỗ trợ nạp nguyên tố thì ở cung mệnh 0 tối thiểu là 180% hiệu quả nạp nguyên tố. Ở tầng cung mệnh 1 do được giảm thời gian hồi chiêu nên tối thiểu sẽ là 200%. Nhưng với tầng cung mệnh 4, sau khi sử dụng kỹ năng nộ được hồi lại 15 điểm năng lượng nguyên tố thì Thô Ma sẽ giảm hiệu quả nạp nguyên tố cần thiết xuống còn 170%. Cuối cùng chúng ta sẽ đến với những người đồng đội, những đội hình thích hợp nhất để kết hợp với anh chàng Thô Ma của chúng ta. Với việc là một nhân vật support có khả năng tạo thêm phụ thời gian bảo kê cho đồng đội, đồng thời có thể hỗ trợ sát thương cấp hỏa, thậm chí là gia tăng lượng sát thương cho những đòn đánh thường trọng kích và dậm nhảy nếu có tầng cung mệnh 6, Thô Ma có thể phù hợp với khá nhiều đội hình khác nhau. Tuy vậy, U Tao đặc biệt phù hợp với những đội hình với DPS thuộc ba nguyên tố, đó là hỏa, thủy và băng. Với hệ hỏa có thể kể đến như là U Tao, Giòi Mì Ra hay là Klee vân vân. Với nguyên tố thủy đó là Chaio, với nguyên tố băng như là Asaka hay là Chong Yun. Ok, và đó là tất cả những gì mà mình có thể chia sẻ đến các anh em về cách chơi, cách build anh chàng Thô Ma trong tựa game Genshin Impact. Còn các bạn thì sao, những khán giả của kênh Thư Viện Game? Sau khi đã xem clip ngày hôm nay, các bạn có suy nghĩ như thế nào về nhân vật này? Các bạn đã sở hữu nhân vật này trong đội hình của mình hay chưa? Bạn có đóng góp gì vào clip ngày hôm nay hay không? Hãy để lại ý kiến của anh em dưới phần comment để mình và mọi người cùng trao đổi nhé. Cuối cùng, trước khi kết thúc clip ngày hôm nay, nếu các bạn thấy clip này hay hữu ích thì đừng quên nhấn like, subscribe cũng như là chia sẻ nó với bạn bè của mình. Bye bye tất cả các anh em. Hẹn gặp lại tất cả các anh em trong những clip tiếp theo về tựa game Genshin Impact. Thư Viện Game xin chào.